Còn tại Indonesia, ông Prabowo Subianto, Bộ trưởng Quốc phòng nước này, đã chính thức được xác nhận là Tổng thống đắc cử Indonesia. Theo giới quan sát, thì việc ông Prabowo đắc cử sẽ đảm bảo sự phát triển ổn định của Indonesia, kế tụ các chính sách quan trọng của chính quyền Tổng thống Joko Widodo. Thông tin cụ thể từ phóng viên Hữu Hưng, thường trú tại ASEAN. Kết quả chính thức được Ủy ban bầu cử Indonesia công bố cho thấy ông Prabowo Subianto giành được số phiếu cao nhất với 58,58% số phiếu ủng hộ, tương đương với gần 96.305.000 phiếu. Theo giới quan sát, ông Prabowo đắc cử cho thấy các chính sách quan trọng của chính quyền Tổng thống Joko Widodo sẽ được tiếp nối. Về kinh tế, ông Prabowo sẽ tiếp tục phát triển các dự án hạ tầng quan trọng như xây dựng thủ đô mới Nusantara, tiếp tục chính sách phát triển công nghiệp hạ nguồn, đặc biệt là đầu tư vào việc chế biến, tạo thêm giá trị gia tăng cho khoáng sản như là nickel, bauxit, đồng thời phát triển sang một số lĩnh vực khác như dầu cọ, thủy sản, sản phẩm nông nghiệp. Chính sách của ông Prabowo cũng hướng nhiều vào tầng lớp người lao động, người có thu nhập thấp. Ông Prabowo sẽ tiếp tục thúc đẩy chương trình đảm bảo an ninh lương thực. Đồng thời, chúng ta sẽ thấy một số chương trình kinh tế mới như về chương trình cung cấp bữa trưa miễn phí, sữa miễn phí cho hàng triệu học sinh và phụ nữ mang thai trên toàn quốc. Về chính sách đối ngoại, ông Prabowo duy trì chính sách độc lập tự chủ, tôn trọng, duy trì quan hệ với các nước lớn, các nước Hồi giáo và đẩy mạnh ngoại giao kinh tế. Với tầm hiểu biết về địa chính trị, ông Prabowo sẽ rất chủ động trong các hội nghị quốc tế, chú trọng ưu tiên phát triển quan hệ trong ASEAN. Ông cũng sẽ duy trì quan hệ tốt với Trung Quốc cũng như với Mỹ. Tuy nhiên thì các chuyên gia cũng chỉ ra rằng là với tầm nhìn đưa Indonesia đến năm 2045 là nước phát triển có thu nhập cao, chính quyền của Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto sẽ cần phải nỗ lực hơn nữa để có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức 7-8% mỗi năm. Ông Prabowo Subianto dự kiến nhậm chức Tổng thống vào ngày 20 tháng 10. Hữu Hưng, phóng viên Truyền Việt Nam, thường trú tại ASEAN.